Ngày 9 tháng 5, hàng trăm người di cư đã tập trung dọc biên giới Mỹ-Mexico gần San Diego, California, cho đợi chính sách hạn chế nhập cư liên quan đến Covid-19 của Mỹ kết thúc. Theo các nhà hoạt động, những người di cư trong tuần này đã bắt đầu đến thành phố Tijuana, giáp San Diego nhằm tránh làn sóng di cư ồ ạt sau khi quy định hết hạn. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 9 tháng 5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ tăng cường hợp tác tại biên giới nhằm quản lý di cư một cách nhân đạo và có trật tự. Mỹ áp dụng điều khoản 42 từ đầu đại dịch COVID-19. Đây là chính sách hạn chế nhập cư qua biên giới, cho phép lực lượng biên giới Mỹ từ chối người di cư vì lý do dịch bệnh. Quy định này sẽ hạn vào ngày 11 tháng 5, dẫn đến việc người di cư đổ xô đến biên giới để chờ nhập cảnh, bất chấp việc Mỹ tuyên bố điều khoản 42 kết thúc không có nghĩa là biên giới nước này sẽ được mở chính quyền ông biden lên kế hoạch sẽ đưa ra một quy định mới trong tuần này theo đó mỹ sẽ từ chối tị nạn đối với người di cư đến biên giới mỹ mexico thông qua một quốc gia thứ ba nhưng không nộp đơn xin bảo hộ ở quốc gia đó